Xin kính chào các bạn. Hôm nay Tèo lại tiếp tục chia sẻ các bạn cách đệm hát một số bài nhạc bolero, rumba rất quen thuộc ở âm nhạc Việt Nam chúng ta. Hôm nay chúng ta sẽ cùng học hát đệm bài Đôi Mắt Người Xưa, một sáng tác rất nổi tiếng nghệ sĩ Trúc Phương. Chúng ta cùng tìm hiểu sơ qua về hình thức và cấu trúc của bài hát này. Thì bài hát Đôi Mắt Người Xưa được viết ở hình thức 3 đoạn đơn. Đoạn A là phần ca giới thiệu mở đầu nè. Đoạn B là phần cao trào sôi nổi nè. Đoạn A phẩy là phần tái hiện lại của đoạn A. Cho nên là cấu trúc âm nhạc nó giống hệt cho đoạn A luôn các bạn nhé. Mình sẽ đệm đoạn A và A phẩy này đệm giống nhau, cách đệm giống nhau. Rồi phần intro và ending thì luôn luôn có của một bài hát, không thể nào thiếu rồi. Rồi nhắc các bạn một điều, tông mình đang học đây là tông rê thứ, là tông của các bạn nam nhé. Còn các bạn nữ mà hát bài này thì mình đệm có tông la thứ. Rồi mình cùng ôn lại một số mẫu đệm nhé. Tèo có làm một cái clip chia sẻ các bạn rất nhiều mẫu đệm bolero hoặc rumba. Tèo sẽ để đường link ở phần mô tả, các bạn vào đó bấm vào đó xem clip và tập luyện kỹ hơn nhé. Ở đây mình chỉ ôn lại thôi. Mình ví dụ như mình có hợp âm rê thứ nè. Rồi rê thứ mình có rê pha la rê các bạn ha. Mình sẽ rải rồi sau đó mình chập ba cái. Ví dụ nè. Rê pha la rê. Các bạn sẽ chập ngón trỏ và ngón giữa cùng lúc nhé. Làm lại, rải sau đó chập ba cái, các bạn nhớ vậy là được. Rê pha la rê, rải chập, cứ chập ba cái như vậy mà nhé. Rải xong chập ba cái như vậy đó. Bây giờ mình vô thử vô trống nè. Quá dễ các bạn ha, các bạn nhớ tập luyện kỹ nhé. Rồi nếu như một ô nhịp mà hai hợp âm thì mình sẽ rải như thế nào? Chúng ta sẽ giải quyết như sau. Chúng ta chỉ rải rồi chập một lần thôi. Mình sẽ di chuyển hợp âm luôn các bạn nhé. Các bạn nhớ cho mình nha. Rải một lần rồi chập một lần thôi rồi di chuyển hợp âm. Cứ như vậy chúng ta giải quyết một ô nhịp mà có hai hợp âm các bạn nhé. Rồi mình ôn lại mẫu đệm xong rồi đó. Bây giờ mình cùng điểm sơ qua các âm sắc nhạc cụ sử dụng trong bài này. Đầu tiên đó là tiếng string. Tiếp theo sử dụng đó là tiếng guitar điện. Tiếng này để hồi mình rải các mẫu đệm ha. Tiếp theo sử dụng đó là tiếng oboe. Tiếng này có sẵn ở trong cây đàn Yamaha, các bạn cứ lấy ra và sử dụng thôi. Tiếp theo đó là tiếng guitar nylon, mình để đánh các câu đệm các bạn ha. Rồi tiếp theo sử dụng đó là tiếng trống, để chút xíu nữa mình báo trống tay rồi các bạn. Ngoài ra các bạn sử dụng thêm tính năng multibass cho mình. Các bạn bấm vô multibass rồi chọn cái bộ là rumba and soca. Mình nghe hiệu ứng của nó nha. Cực kỳ hay các bạn ha. Nguyên một cái dàn bộ gõ đánh phụ cho cái đĩa trống của mình nghe nó đầy đặn hơn giống ba nhạc đánh rồi các bạn. Rất nhiều hiệu ứng. Rồi hiệu ứng số 1, số 2 các bạn sẽ sử dụng ở cái feel nào mà êm dịu. Hiệu ứng số 3, số 4 các bạn sử dụng ở cái feel nào mà nó sôi nổi. Rồi đó là các phần cần chuẩn bị để trước khi đệm một bài hát. Bây giờ sẽ bước vào đệm bài Đôi Mắt Người Xưa, sáng tác của nhạc sĩ Trúc Phương. Chúng ta đến với phần intro. Các bạn quan sát dòng nhạc. Intro này chúng ta sẽ đánh bằng tiếng oboe các bạn ha. Mở tiếp đầu tiếng oboe nè. Sau đó mình xuống dòng dưới mình đánh tiếng string, đổi tiếng string. Rồi sau đó mình feel cho ca sĩ sẽ vào hát thôi. Intro mình sẽ bắt đầu lấy đà ở phách số 3 trong ô nhịp 4-4 các bạn ha. Rồi các bạn xếp ngón như sau. Tông rê thứ có một dấu hóa là nốt si giáng. Mình chạy gam sơ cái các bạn ha. Ok, trước khi đánh một bài nào ở tông nào cũng vậy, các bạn chạy gam sơ lại một cái để chúng ta hình dung được cái thang âm của tông đó, để khi đánh mình không bị chẹo ngón. Rồi bắt đầu mình xếp ngón vào. Xếp ngón nốt là vào ngón cái, ngón trỏ vào nốt đô, các ngón còn lại các bạn xếp đều vô. Nhớ là các bạn khi đánh tay luôn luôn cong tròn đều đẹp các bạn nhé. Ở đây Tèo đang hướng dẫn chia sẻ các bạn, cho nên là Tèo phải để tay như vậy để các bạn dễ nhìn camera xuống nè, mình quan sát mình dễ. Như đánh cong tròn nha. Bắt đầu, mình sẽ bắt đầu từ ngón áp út. Mi fa rê mi. Làm lại vào nha. Mi fa rê mi. Rê son la si mi. Đó là một vế, làm lại nha. Mi fa rê mi. Rê son la si mi. Là xong một vế, rất đơn giản bạn ha. Không có gì cao siêu cả. Rồi mình làm lại lần nữa nha. Mi fa rê mi.
Rê sòn la si mi. Các bạn nhớ quan sát ngón tay của Tèo để tập theo nha. Rồi như vậy mình xong một vế, mình qua vế tiếp theo. Lúc đó nốt mi mình ở ngón út đúng không? Mình sẽ dời ngón áp út trở về bình thường lại lúc ban đầu. Mi fa đô, đô thang mà sử dụng ngón giữa cho mình. Mi fa đô rê, rê mình kéo ngón áp út lên. Rồi làm lại nha. Mi fa đô rê, đô rê sòn la rê. Còn những ngón tay nha, rê sòn la rê là xong cái tiếng oboe đó các bạn ha. Rất đơn giản, nó có hai vế thôi. Làm lại vế hai nha. Mi fa đô rê, đô rê sòn la rê là hết. Bây giờ mình sẽ nối hợp âm lại nè. Bắt đầu các bạn chuẩn bị cho mình hợp âm mi đêm gồm có những nốt nè, mi nè, son và si dáng nè. Rồi mình đánh câu tiên nè. Mi fa rê mi, nốt mi nè, mình mới vô hết số 1 các bạn nhé, mình vô mi đêm ngay đây. Rồi rê son la si mi vẫn giữ nguyên luôn, tiếp tục. Mi fa đô rê, rê này các bạn sẽ về rê thứ. Rồi đô rê son la rê, giữ nguyên rê thứ là hết. Các bạn thấy dễ không các bạn? Quá dễ ha. Chỉ có hợp âm là mi đêm và rê thứ thôi. Bây giờ khi ghép hợp âm đã quen tay rồi, mình sẽ đổi tiếng và mình đánh thử vô trống thử nha. Tiếng oboe nè. Rồi các bạn chọn cái phiêu trống nào, đừng có tiếng kích trống nha. Bắt đầu. 1, 2. Dễ các bạn, quá dễ ha, lần nữa bạn nha. Làm lại. 1, 2. Quá dễ bạn ơi. Như vậy là mình tập xong được cái câu oboe đó các bạn. Tức là nút mình xuống nút rê ở dòng dưới luôn rồi đó. Nút rê này kết ở dòng dưới tới oboe nè. Lúc đó mình sẽ đổi tiếng string. Các bạn thấy dòng dưới có tiếng string không? Mình đổi tiếng string và đánh cái câu string, mình tập câu này ha. Lúc đó nốt rê mình đang ở ngón út đúng không? Rồi mình sẽ kéo 5 ngón đều lại. Nốt la mình nghe ngón trỏ nè. La, đố, sòn, la. Mình có sẵn ngón luôn nè. La, đố, sòn, la. La là mình mới vô hợp âm nha. Rồi tiếp tục mình kéo ngón cái vô thế vị trí cho nốt la này. La, đố, rê, mi. Nốt đô bằng ngón trỏ mình. La, đố, rê, mi. Rồi mình làm lại chỗ này nha. La đô sòn la, la đô rê mi. Rồi tiếp tục luôn các bạn nhé. Son fa mi la rê, rê. Son fa mi la rê, rê là hết. Bây giờ mình sẽ nối cả câu trinh này nha. La đô sòn la, la đô rê mi. Son fa mi la rê, rê là hết. Bây giờ mình ghép hợp âm nè, chuẩn bị nè, la thứ nè. La đô sòn la, nốt la này mình vô la thứ. La đô rê mi, mi này mình qua đô trưởng. Rồi son pha này các bạn sẽ qua si dáng trưởng cho mình. Mi này các bạn sẽ qua la trưởng cho mình. Rồi la rê về rê thứ dành hai cái là xong. Sau khi quen tay bây giờ mình vô trống thử nha, chọn tiếng string, chuẩn bị nha. Chuyện tình của tôi. Bạn thấy lúc đó mình sẽ báo trống, bấm xin tốt và mình dành chỗ này. Son pha, mình dành si dáng trưởng. Rồi mi, mình dành la. Rồi là rê, rê, dành rê thứ các bạn nhé. Như vậy là mình đã tập xong được câu trinh. Bây giờ mình sẽ nối cả cái câu intro, các bạn quan sát nha. Rồi tiếng oboe đánh cái phiêu trống đừng có kích nha. Yo. Đổi tiếng báo trống nè. Xin tốt dành nè. Chuyện tình của tôi. Lúc đó mình đánh xong câu intro mình dành hai cái như vậy. Rê, rê. Lúc đó mình sẽ đổi tiếng trống nè. Và mình báo như sau. Chuyện tình của tôi. Mình sẽ báo câu đơn giản nè.
Rê, Đô, Si, La. Rồi vô cái xà. Cái xà này, cái xem ba này, tức là mình vô hợp âm các bạn nha. Chuyện tình của tôi. Các bạn sẽ báo ngay chữ chuyện á. Chuyện tình của tôi. Ok bạn nha. Rất đơn giản thôi, câu báo này cũng không có khó lắm, dễ nè. Rồi các bạn nhớ nha, bây giờ làm lại intro rồi sau đó mình báo trống, các bạn xem quan sát thật kỹ nè. Trên tiếng oboe nè. Báo trống đổi tiếng nè. Chuẩn bị dành nè. Chuyện tình của tôi. Các bạn thấy rõ ràng đó, dành xong tay phải chọt lên báo đổi tiếng trống liền và đánh vô chuyện tình của tôi. Rồi như vậy mình đã đệm xong được phần intro. Bây giờ mình sẽ bước vào đệm phần A của bài hát. Các bạn quan sát dòng nhạc. Ở đoạn A của bài hát rất đơn giản các bạn ơi. Chúng ta chỉ việc sử dụng mẫu đệm thôi. Lúc nào mình lấy tiếng guitar điện sử dụng mẫu đệm vô. Chuyện tình của tôi, chỉ tôi rê thứ là mình trải mẫu đệm vô. Ô nhịp nào mà không có nốt nhạc thì mình cứ sử dụng mẫu đệm. Còn những ô nhịp nào mà có cái nốt nhạc thì mình sẽ đổi tiếng và đánh cái câu đó, câu đệm đó thôi. Chuyện tình của tôi, rê thứ này rải. Tan vỡ từ lâu rồi, qua pha chưởng nè. Tướng không bao giờ còn nữa, qua nhịp rê thứ. Lúc này các bạn sẽ đổi tiếng guitar ni lông. Đó, cái chữ guitar ni lông, mình đổi tiếng guitar ni lông. Mình đánh câu đệm. Fa rê fa son la. Câu này dễ bạn ha. Fa rê fa son la. Và xếp tay năm ngón đều như vậy đánh là khỏi đi lung tung. Fa rê fa son la. Rồi tiếp tục ca sĩ sẽ hát tiếp. Nhưng bóng một hôm, lúc nào mình đổi về tiếng guitar điện, rải mô đệm lại. Nhưng bóng một hôm, trên đường ra phố thị qua la thứ, rải la thứ. Tôi gặp người yêu ngày nào. Bắt đầu mình đổi qua guitar ni lông và đệm với câu cái dòng đó. La son fa rê đô rê. La son fa rê đô rê. Một chỗ một các bạn ơi, khỏi lung tung ngón nè. Một chỗ một nè. Rồi la son, các bạn sẽ qua la thứ. Fa rê đô rê, về rê thứ lại. Là xong dòng trên. Các bạn thấy ở cuối dòng trên có chữ feel không? Đánh câu đó xong, mình sẽ báo trống nhẹ cái, ca sĩ sẽ hát tiếp. Bây giờ mình sẽ đệm cả dòng trên, các bạn quan sát nha. Vô nè. Mình báo trống luôn nè, giống như intro xong dành hai cái báo trống nè. Chuyện tình của tôi, từ bao rồi, tương không bao giờ còn nữa. Câu đệm nè. Rồi tiếp tục mẫu đệm. Nhưng bóng một hôm. Câu đệm nè. Rồi báo trống nè, phiêu nè. Tiếp tục dòng dưới. Bạn thấy dễ không? Rất đơn giản, bạn đang chỉ việc rải mẫu đệm rồi đánh câu thôi. Lần nữa bạn nha, quan sát thật kỹ nha. Rồi báo trống xong, các bạn cứ từ từ thỉnh thoảng vô cái câu mẫu đệm, không cần gấp gáp các bạn nha. Quan sát kỹ nè, dàn hai cái nè. Chuyện tình của tôi tan vỡ từ lâu rồi. Câu đệm nè. Rồi đổi tiếng, tiếp tục mẫu đệm. Rồi câu đệm nè. Phiêu nhẹ cái nè, báo trống, ta tiếp tục. Dễ không các bạn? Quá chị dễ, bạn này dễ nhanh bánh các bạn này. Bắt đầu mình xuống dòng dưới. Dòng dưới cũng tương tự như vậy, mình sử dụng mẫu đệm mà thôi. Nhưng các bạn nhớ lúc này một ô nhịp tới hai hợp âm. Mình sẽ sử dụng giải quyết giống như hồi nãy lúc đầu mình nói đó. Mình cứ rải một cái rồi chập một cái thôi rồi di chuyển hợp âm. Ví dụ như mi đêm qua la chưởng nè. Các bạn nhớ nha, cứ rải rồi chập một cái thôi, di chuyển hợp âm. Rồi, đôi mắt ưu tư, mi đêm. Thật buồn, mình qua la chưởng liền. Nàng nhìn tôi về rê thứ liền. Rồi quay, chỉ quay qua son thứ liền. Mạch bước đi như chưa qua đô chưởng hề quen biết. Đó các bạn, cứ xử lý một ô nhịp mà hai hợp âm như vậy ha. Rồi, cúng đôi mắt này qua la thứ nè. Năm xưa lạc vào hồn tôi rê thứ. Cho những đêm không ngủ la thứ. Trong đèn nhìn khói thuốc bay. Lúc này về ô nhịp rê thứ mình sẽ có câu đệm đổi tiếng trinh. Và mình tập cái câu này. Rê đô la son. Các bạn quan sát ngón tay nha. Rê đô la son. Rồi lúc này các bạn sẽ chuyển ngón áp út xuống nốt la. La, fa, la, son, fa, rê.
lá pha lá son pha rê là xong câu đệm các bạn ha. Mình làm lại: rê đô la son lá pha lá son pha rê là xong câu đệm. Mình sẽ ghép hợp âm rồi. Rê là rê thứ rồi nè. Rê đô la son, đánh nốt son này xong các bạn sẽ xuống son trưởng. Rồi lá pha lá son pha rê, các bạn về rê thứ là xong câu đệm. Lúc đó mình sẽ báo trống qua phiêu sô nổ cho ca sĩ qua đoạn điệp khúc. Trong lúc đó mình sẽ chạy một câu đệm như sau. Mình tập câu đệm rồi các bạn ha. Chạy câu vào điệp khúc á. Đồ rê pha son, các bạn nhìn ngón tay của Tèo nha. Đồ rê pha son. Rồi tiếp tục rê pha son lá. Pha son la rê đô. Nốt đô này nó sẽ rơi vào điệp khúc các bạn nhé. Mình làm lại câu chạy. Đồ rê pha son, rê pha son lá, pha son la rê đô. Như vậy là mình đã đệm xong được cái dòng dưới. Bây giờ các Tèo sẽ đệm cả dòng dưới, các bạn quan sát thật kỹ nhé. Rồi mẫu đệm nè. Đôi mắt ưu tư mi đêm nè. Như chưa hề quen biết, cũng đôi mắt này năm xưa lạc vào hồn tôi. Rồi ngủ nè, chuẩn bị đổi tiếng nè. Chạy câu báo nè. Em các bạn thấy dễ các bạn, quá đơn giản đúng không? Nhớ tới cái ô rê thứ cuối cùng đó mình đổi tiếng trinh và đánh câu đệm nha. Rồi khi về nốt rê này rồi, bắt đầu báo trống. Rồi tay phải mình sẽ báo một phiêu sô nổi nha. Tay phải mình sẽ chạy câu đưa điệp khúc đó. Cho người ta vô đoạn điệp khúc lần nữa bạn nha, dòng dưới này nha. Rồi sử dụng mẫu đệm nè. Đôi mắt u tư nè, thân buồn nàng nhìn tôi, rồi quay mặt bước đi như không hề quen biết. Tiếp tục mẫu đệm nha bạn ơi, cứ rải mẫu đệm như vậy thôi. Chuẩn bị đổi tiếng nè, đổi tiếng. Chạy câu. Em gì vậy? Quá dễ bạn ha. Như vậy là mình đã đệm xong được cái dòng dưới. Mình sẽ dìu câu, chạy câu, dách dẫn dắt cho ca sĩ vào đoạn điệp khúc luôn. Các bạn nhớ tập cái câu này kỹ lưỡng nhé. Tèo có làm một cái clip chia sẻ các bạn rất chi tiết cái câu chạy này. Câu chạy ngũ cung và điệp khúc này, Tèo sẽ để đường link ở phần mô tả. Các bạn vào đó, bấm vào đường link đó và xem cái clip đó để tập luyện kỹ hơn các bạn ha. Rồi như vậy mình đã đệm xong được đoạn A. Bây giờ mình sẽ bước qua đoạn B của bài hát. Các bạn quan sát dòng nhạc. Ở đoạn B dễ quá các bạn ơi. Chúng ta chỉ việc lấy tiếng string và đánh theo những nốt mà Tèo gợi ý thôi. Ví dụ như em nè, đô chữ nó nốt đô nè. Là cái nốt đô hồi nãy mình chạy từ đoạn A qua đó các bạn, nó dính vào nốt đô này luôn đó. Em nè. Di vang đôi mình chú nốt rề. Rồi giữ nguyên nốt rề, mình chuyển âm si nữa, chuyển trưởng nữa. Rồi thành bao kỷ niệm, chữ niệm nó xuống là, nốt là mình đánh rê thứ. Từ khi đô chữ mình đánh nốt la. Mới quen nhau pha chữ đánh nốt la luôn. Rồi tiếp tục ôi đô trưởng đó đánh nốt mi. Đôi mắt người xưa qua mi đêm đánh nốt mi nữa. Bao lần giữ nguyên nốt mi này nhưng mà mình qua la trưởng. Khóc ướt vai tôi mình qua xuống rê thứ đánh nốt rê. Trong những chữ những mình xuống la thứ đánh nốt là. Trong những đêm hẹn nhau gì đó. Rồi xuống nốt rê đánh hợp âm rê luôn. Quá dễ bạn ha. Ở các cái dòng nhạc đó Tèo có ghi cái lời bài hát gợi ý ở phía dưới đó. Các bạn thấy dễ đúng không? Ví dụ như chữ em, chữ mình, chữ nhau gì đó. Thì ngay chữ đó mình đã hợp âm. Quá dễ ha. Rồi sau khi xong, bắt đầu mình sẽ về nốt rê này rồi, rê thứ rồi nè. Mình sẽ chạy cái câu này để chuẩn bị cho ca sĩ hát theo qua đoạn tiếp tục. Nốt rê này rồi, bắt đầu mình chạy. Rê đô la son. Đô la son phà. Các bạn nhìn ngón tay của Tèo nha. Rồi tiếp tục. Lá son pha rê đồ. Các bạn sẽ tách ngón trỏ và ngón giữa ra các bạn nha. Mình làm lại nha. Rê đô la son. Đô la son pha. Lá son pha rê đồ. Là xong các bạn ha. Nốt đô này nó rất cái dòng dưới luôn rồi đó. Bây giờ mình sẽ đệm cả dòng trên, các bạn quan sát thật kỹ nha. Em nè. Dĩ vàng đôi mình.
mình nè, chuyển âm âm. Kỷ niệm từ khi mới quen nhau. Rồi ôi nè, người xưa nè, tôi nè, trong những đêm dần hơn. Báo chống đánh cầu. Rồi lặp lại các bạn nhé. Các bạn quan sát thật kỹ. Khi tới cái chỗ rê, xuống rê nè, lúc đó mình sẽ báo chống, vẫn phiêu sôi nổi và mình chảy câu đó. Làm lại nha, cả dòng trên nha. Thành báo kỷ niệm từ khi mới quen nhau. Ôi đôi chữ nè, đôi mắt người xưa nè, giữ nguyên nước mi luôn. Tôi trong những đêm dần hờn chảy câu. Rồi ngày tháng em trôi. Lúc đó mình sẽ chạy câu đó. Rê đô la son đô la son phà lá son phà rê đô. Nốt đô này sẽ rơi xuống dòng dưới. Lúc đó ca sĩ sẽ tiếp tục hát ở dòng dưới. Dòng dưới chúng ta cũng đệm tương tự như vậy. Ví dụ như rồi đánh nốt đô. Ngày tháng em trôi. Trôi pha chữ mình đánh nốt pha. Cuộc đời qua mi đi mình đánh nốt mi. Chia hai lối la chữ đánh nốt la. Rồi tiếp tục. Bỗng một hôm qua mi đêm mình đánh nút mí. Có thiệp hồng la trưởng để nguyên nút mí luôn. Báo tin vui rê thế nút rê. Rồi tin qua đô trưởng đánh nút mí. Lấy chồng pha chữ đánh nút là. Đi về bên ấy, ấy mình đánh nút đô chữ nút mí. Em có nhớ chữ nhớ si gián trưởng đánh nút phá. Chữ người đô trưởng đánh nút đô. Xưa không về ô nhịp rê thứ cuối cùng đó. Mình sẽ đánh cái câu này giống nãy nè. Rê đô la son lá phà lá son pha rê rê. Mình sẽ dành hai cái, lúc đó ca sĩ sẽ qua đoạn a phẩy. Cái câu này giống câu nãy nè các bạn. Rê đô la son lá phà lá son pha rê rê, giống hồi nãy các bạn ha. Rê đô la son, đánh nốt son này xong mình sẽ xuống son trưởng. Tiếp tục lá phà lá son pha rê rê, dành hai cái. Bây giờ mình đệm cả dòng dưới, bạn quan sát kỹ nha. Rồi ngày tháng em trôi. Bỗng một hôm nè, có tin vui nè. Tin em lấy chồng đi về bên ấy. Các bạn báo về phiêu êm dịu và bấm xin tốt, dành hai cái. Than than chuyện tình của tôi. Lúc đó ca sĩ sẽ rất dễ vô phần A phẩy các bạn ha. Giờ mình đệm thêm dòng dưới một lần nữa, các bạn quan sát thật kỹ nha. Ngày tháng em trôi, cuộc đời chia hai lối. Rồi bỗng một hôm nè, báo tin vui nè, tin nè, em lấy chồng nè, đi về bên ấy. Nhớ người báo xin tốt. Chuyện tình của tôi. Bạn thấy rõ ràng lúc đó mình báo về phiêu êm dịu và bấm xin tốt. Mình dành hai cái, ca sĩ sẽ rất dễ vô đoạn A phẩy bạn ha. Như vậy là mình đã đệm xong được đoạn B của bài hát. Các bạn chú ý những cái câu mà chạy dìu vào điệp khúc các bạn nhé. Tập kỹ lưỡng. Và các bạn muốn mà mở rộng thêm thì nhớ bấm vào đường link ở phần mô tả để mà mình xem clip để mình tập luyện kỹ hơn nữa các bạn ha. Rồi bây giờ mình sẽ chuyển qua phần A phẩy. Mà đoạn A phẩy như từ đầu mình đã phân tích, đoạn A phẩy chúng ta sẽ cấu trúc âm nhạc của nó giống hệt như đoạn A. Vì vậy mình đệm đoạn A phẩy và đoạn A này đệm giống nhau. Đoạn A đệm sao thì đoạn A phẩy đệm y chang vậy các bạn ha, giống hệt luôn. Khỏi mình phải nói lại, mất thời gian của các bạn. Bây giờ mình chuyển qua phần ending. Phần ending chúng ta sẽ đánh cái câu này, đánh tiếng Trinh các bạn nhé. Rê đô la son lá phà lá son pha rê, giống câu hồi nãy các bạn. Rê đô la son phà lá phà lá son pha rê, như lúc nào mình thêm ba nốt vô, các bạn sẽ chuyển ngón út và nốt pha cho mình. Pha đô la đô ngón trỏ nó là một cái. Rồi mình thêm ba nốt đó ha. Giờ đánh cả câu thêm vô nè. Lá phà lá son pha rê phá đô là. Lúc nào mình thêm câu đó vô các bạn ha. Rồi bây giờ ghép âm thử nè. Nốt rê đến rê cùng lúc. Đánh nốt son này xong mình qua son trưởng giống hồi nãy.
Rồi tiếp tục lá pha lá son pha rê, mình về rê thứ. Rồi tiếp tục pha đồ lạ, nốt lạ mình qua la thứ, là xong một vế. Rồi tiếp tục vế thứ hai là đồ rê mi, mi để mạnh qua đô trưởng, là đô rê mi đô trưởng. Rồi tiếp tục son pha pha, các bạn sẽ qua hợp âm xiến trưởng, son pha mi, mi mạnh qua la trưởng là rê. Làm lại bạn ha. Dành hai cái là xong. Bây giờ mình sẽ nối cả cái câu ending để bạn quan sát nha. Khi bạn đã ghép như vậy xong rồi, bắt đầu mình sẽ vô trống thử nha. Báo chống xin tốt nè. Mình dành cái chỗ y răng nãy đó, son pha, rồi dành si dán trưởng, mi mình dành la, rồi là rê, rê dành rê thứ là hết. Lần nữa các bạn nha. Xin tốt dành nè. Hết. Một cái intro hết sức đơn giản, cũng hết sức là hay các bạn ha. Rất dễ tập, các bạn hãy nhớ tập luyện kỹ lưỡng nhé. Tèo vừa chia sẻ các bạn cách đệm bài hát Đôi Mắt Người Xưa, sáng tác rất nổi tiếng của nhạc sĩ Trúc Phương. Cũng rất dễ tập các bạn ha. Các bạn nhớ tập luyện theo như Tèo chia sẻ nhé. Nếu như trong lúc tập luyện còn điều gì mà khó khăn thắc mắc, các bạn cứ để lại bình luận phía dưới clip, Tèo sẽ chia sẻ các bạn. Các bạn hãy tin rằng một điều là tất cả các kỹ năng trong âm nhạc chẳng qua chỉ là thói quen mà thôi. Tập mãi rồi chúng ta cũng sẽ được, chẳng gì cao siêu đâu các bạn. Nếu các bạn thấy kiến thức của Tèo chia sẻ bổ ích, các bạn nhấn cho Tèo một like với nha. Rồi nhấn nút đăng ký kênh của Tèo Piano. Còn bây giờ, xin kính chào và hẹn gặp lại các bạn ở clip sau nha.